hai ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Hoài An và hiệp bộ mọi người cũng sẽ hòa mình với Đan Trường với liên khúc được mang tên liên khúc mãi mãi một tình yêu. Xin cảm ơn nhiều, xin cảm ơn. Xin cảm ơn rất nhiều, xin cảm ơn. Tiếp theo thì Đan Trường sẽ gửi tới một ca khúc cũng được Phạm Phương Duy rất là hay. Và Đan Trường cũng xin lỗi trước là vì chân của Đan Trường đâu không có được nhảy được nhiều. Với bài hát này thì Đan Trường sẽ đi xuống dưới để mà giao lưu với người cái đứa đó. Chứ còn mọi người thật tự nha, thật tự nha.